chàng vào bếp. Khi chàng vào bếp, chương trình ẩm thực hấp dẫn và vui nhộn. Các nàng sau khi được xem hướng dẫn của đầu bếp sẽ vào trong phòng kín. Các chàng sẽ vào bếp dưới sự hướng dẫn của các nàng. Chuyện gì sẽ xảy ra khi nàng hướng dẫn nhưng không được theo dõi chàng nấu như thế nào? Bỏ cái bông cải vô. Nè. Đâu quá. Sai bếp rồi. Nửa ký muối hả? Cái gì nửa ký? Cái gì nửa ký? Bắt đầy luôn hay sao? Hãy xem hai đội hôm nay sẽ xoay sở thế nào nhé. Đại Nghĩa và Harry Won xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang đến với chương trình Khi chàng vào bếp. Đây là một chương trình ẩm thực cực kỳ vui nhộn với phần thi đấu giữa hai đội chơi. Và qua đó các đầu bếp danh tiếng nhất của chúng ta sẽ mang đến, sẽ hướng dẫn để mọi người có thể nấu được những món ăn cực kỳ đơn giản mà vô cùng ngon. Khung giờ phát sóng của chúng tôi sẽ là 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi cũng xin hân hạnh nhận được sự đồng hành của Charlie McFood. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với hai đội chơi của ngày hôm nay, xem hai cặp đôi đó là ai nha. Cặp đôi đầu tiên, gia đình nghệ sĩ Quang Mèo và Đại Ngọc Trâm. Đội thứ hai sẽ là Kim Nhã và Bibi Trần. Hôm nay yên tâm, dù cho thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ được sự hướng dẫn của hai người phụ nữ này để giúp cho các bạn có thể thực hiện được những món ăn thật là ngon. Hỏi thăm xíu, hình như Trâm giờ này có hơi mỉm mỉm ra một tí thì phải. Giờ bao nhiêu tháng rồi? 4 tháng. Wow. Hai người không thấy hôm nay em cũng mụm mỉm lên sao? À vậy? À, thật ra thì em cũng... À có luôn hả? Mấy tháng? Em chỉ là mập lên thôi chứ em không có gì đâu. Dạ. Ôi, Bibi em có biết nấu món ăn không vậy? Dạ em rất là giỏi về nấu ăn. Em nấu mì gói 7 món được. Nấu mì gói 7 món được. Wow. Nấu làm sao em? Món gì? Dạ là mình xào nè, mình luộc nè, mình chiên nè, mình hấp nè. Rồi mình ăn sống nè. Rồi đó mình làm đủ, làm gỏi cũng được. À hả, có gỏi mì gỏi nữa hả? Có luôn, có hết. Dạ có hết. Còn Hoàng thì bây giờ nếu như mà vợ em đã có em bé thế này rồi, cái việc mà nội trợ trong nhà cũng khó khăn hơn. Em có giúp vợ em vô bếp không? Dạ có. Em có, cũng là người làm bếp giỏi. Dạ. Dạ ông xã em là số 1. Món gì em nói dạ, đi. Dạ chỉ hâm đồ ăn thôi. Dạ. Ồ, dạ. Quá giỏi rồi. Biết hâm là được rồi anh. Em thấy lo lắng quá. Anh hơi bị mệt mệt em. Em thấy biết hâm là hay rồi anh. Thì chứ không biết anh Trấn Thành nhà có biết hâm đồ ăn không hả chị? Bỏ qua đi. Dạ. Nên bỏ qua cái đề tài này. Em cũng muốn hỏi anh chị á, là anh chị dù sao cũng là có một đứa con rồi, thì anh chị cũng thừa hiểu biết là nấu món ăn cho em bé là đúng bữa nó cũng là đã khổ rồi, mà cho đúng dinh dưỡng đầy đủ nó cũng là một cái khổ khác nữa. Đúng thì rồi. Anh chị thì có kinh nghiệm thì chắc chắn là sẽ làm được tốt hơn phải không ạ? Em á, mỗi lần mà nấu món ăn cho con á, nhiều khi em stress luôn á. Đúng rồi. Tại vì á, nấu một món rồi xong cái qua ngày em xong phải nghĩ chết trời, phải cho nó ăn cái gì đây. Là phải suy nghĩ động não, phải lên mạng kiếm, phải làm cái món khác nữa để hấp dẫn con, để mà khi mà con nhìn vô là con phải muốn ăn liền. Vậy thì bây giờ anh sẽ nhờ một đầu bếp giới thiệu cho chúng ta một món ăn. Và qua cái món ăn này Trâm sẽ có thêm cái thực đơn để dụ dỗ bé ở nhà nè. Rồi bên đây Bibi cũng sẽ có một cái thực đơn để dụ bé lớn này. Một đầu bếp rất nổi tiếng, xin mời anh Cẩm Thiên Long. Cẩm Thiên Long là một giảng viên ẩm thực và cũng là một đầu bếp đầy tài năng. Hiện tại anh thuộc ban điều hành Hội đầu bếp chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2017, anh đoạt giải vàng liên hoan ẩm thực đường phố tại Singapore. Trời ơi, công chúa nào đây dễ thương quá. Bé mấy tuổi rồi Long? Tháng 7 này là được 3 tuổi anh. 3 tuổi rồi. Con trai của em mấy tuổi? Dạ 4 tuổi rưỡi. Không mấy mần xuôi đi. Ba chết đi con, kêu mẹ đây con. Gửi gạo trước đi, dễ thương quá trời quá đất luôn à. Cưng quá. Hôm nay Long có cái món ăn gì mà Long muốn chia sẻ với hai người phụ nữ này? Cái món ăn ngày hôm nay Long mang tới là món bông cải trắng. Những cái loại mà bông cải mà màu xanh á thì là bé là không thích. Cho nên là ở nhà cứ phải dụ, cứ ép hoài không ăn. Nhưng mà cuối cùng á là mình sử dụng cái phương pháp là tập cho bé vào bếp chung với mình, bày ra hết tất cả những cái nguyên liệu của món ăn đó.
và giao cho bé việc là con phải đi rửa này, đi làm kia, đi lặt này lặt kia. Xong lát cuối cùng ra cái món bông cải thì lại không thấy mấy cái đó đâu nữa. Và cái khi mà mình cắt cái đó ra thì bên trong những cái cải xanh đó làm bé rất là thú vị. Cho nên là từ từ thì làm bé rất là mê cái món này. Và cái món này thì lại rất là nhiều cái dinh dưỡng. Và bây giờ để muốn biết cái món đó nó như thế nào, nó hấp dẫn con nít ra làm sao, thì hãy quay trở lại với chúng tôi sau ít phút nữa nha. Món ăn đầu tiên với chủ đề món dành cho các bé. Với kinh nghiệm nấu ăn dày dặn của mẹ một con Đại Ngọc Trâm, liệu rằng có dễ dàng vượt qua được đội bạn đầy những chiêu thức quấy rối? Chờ xem sự đối đầu này hấp dẫn ra sao nhé. Trời ơi, nghe lời là bán nhà đó. Khi chàng vào bếp, khi chàng vào bếp, chào mừng quý vị quay lại với chương trình Khi chàng vào bếp. Dạ, và bây giờ thì xin mời hai chàng hãy đi ra ngoài. Ủa, ê, anh theo em, theo em. Bây giờ tụi em vô phòng kính phải không? Ê, ê, ơ, cái gì vậy? Đi, 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 đi. Thôi đi luôn, đi, đi luôn, đi. Một tiếng kêu gào thống thiết từ Hoàng Mèo. Không biết Bibi lôi Hoàng Mèo đi đâu nữa. Nhưng mà thôi kệ, cho hai người đàn ông đó đi đâu thì đi. Bây giờ thì Long sẽ hướng dẫn cho Trâm và Nhã, và sau đó mình hướng dẫn ngược lại cho hai người kia nha. Ngày hôm nay thì Long mang tới đây là một cái món ăn từ rau củ, là từ bông cải trắng. Đầu tiên thì Long có cái là hạt dẻ cười. Thứ hai nữa đây là có một ít bơ. Thịt gà thì ở đây đã được xay nhuyễn rồi. Cải keo, trứng gà. Đây là ricotta, là một cái dạng kem mà phô mai tươi. Ở đây là nước dùng gà, bột chiên xù, phô mai bột và một cái thành lá. Còn cái thành phần để mà chúng ta luộc vào cái bông cải thì ở đây là có lá bay leaf, là gọi là lá nguyệt quế, cỏ xà hương. Bông cải thì khi mà mình mua về là mình sẽ phải ngâm, ngâm với lại nước muối, ngâm và xối qua nước lạnh nhiều lần để nó loại bỏ hết chất dơ vào bên trong. Thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước để mà mình luộc. Thì mình sẽ thả cái bông cải vào đây, một ít muối thôi, một chút xíu dầu ô liu, một lá nguyệt quế, cỏ xà hương. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cho một ít chanh vào đây. Sau đó mình sẽ đậy lại và mình luộc trong khoảng 15-20 phút. Tiếp theo sẽ chuẩn bị phần nhân. Làm nóng dầu trên chảo, cho gà xay vào, thêm một ít bơ cho thơm. Và đừng quên nửa muỗng cà phê muối, rồi đảo đều. Sau đó dùng máy xay, xay nhuyễn hỗn hợp thịt gà, cải cây luộc, bột chiên xù, hành lá, một lòng đỏ trứng và cuối cùng là một ít hạt dẻ. Tiếp theo cho hỗn hợp xay nhuyễn vào túi bắt bông kem và làm đầy nhân vào khe ở cuốn bông cải trắng. Lưu ý phủ thêm một lớp dầu ô liu và nướng 15 phút ở 225 độ C. Tiếp theo cách làm sốt rất đơn giản. Pha 3 gram bột năng với nước dùng, cho nước dùng gà vào nồi, phô mai bột, thêm 100 gram phô mai ricotta, khuấy đều tay đến khi sốt sệt lại. Một món sốt chỉ với 4 nguyên liệu và rất là dễ làm nữa. Không phải rất là thơm nữa. Lúc này bông cải cũng đã nướng chín, còn chờ gì nữa, hãy rưới đều sốt phô mai thơm lừng lên nhé. Xin mời hai chị. Cái phần bông cải với là phần rau và là cái phần sốt á, nó ăn cả ba cái cùng lúc á thì đúng nó rồi, sẽ tăng thêm cái mùi vị nhiều hơn. Cái món ăn hấp dẫn này có tên đơn giản cực kỳ, bông cải nhồi. Và thời gian để cho hai đội thực hiện là 45 phút. Tại vì thời gian cũng dài và cái món này làm cũng hơi phức tạp, cho nên hai cô có quyền 3 lần mở cái rèn được. Mỗi lần mở được chỉ có 1 phút mà thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mời hai người phụ nữ vào trong căn phòng để chuẩn bị hướng dẫn cho hai người đàn ông này thực hiện món ăn nha. Xin mời. Xin mời. Anh ơi, em đổi đồng đội được không anh? Đội muốn đổi ai? Em quay qua em nhìn xem thấy không có an toàn lắm. Em về luôn đi, chị nghĩ là cái đó còn nhanh hơn đó. Thời gian 45 phút, bắt đầu. Nhã ơi, bắt đầu, ủa? Bắt đầu rồi đó, chị bắt đầu rồi.
Ủa rồi. Đứng chơi đi được rồi. Đứng chơi đi được rồi. Bắt nước lên luộc. Làm tới đâu la lớn lên cho em nghe nha. Ủa bây giờ bắt nước sao? Bắt nước sao? Đầy luôn hay sao? Nửa nồi hả? Nửa nồi nước, bình tĩnh nha. Bắt đầy luôn hay sao? Đầy luôn hay sao? Bên gia đình bên kia ồ quá trời luôn rồi. Lưng lưng thôi. Lưng lưng. Để luộc bông cải. À luộc bông cải. Rồi giờ làm gì nữa? Làm cái gì nữa? Anh Đại Nghĩa anh bóp miệng Hoàng lại giùm em anh. Rửa bông cải. Rồi rửa rồi bỏ vô nồi luộc đi. Chưa sôi sao luộc? Thôi nè hai vợ chồng mình chơi mình đừng gây lộn nhau nè. Đừng có luộc cái bông cải. Dạ biết rồi chứ giờ có luộc bông cải đâu. Ừ. Ủa sao bên kia kêu không luộc kìa? Luộc. Có luộc không? Có, luộc bông cải anh Hoàng. Có luộc không Trứng? Có, luộc bông cải á. Không có luộc anh Hoàng ơi, đừng có luộc nha. Trời ơi, nghe lời là bán nhà đó. Vậy cuối cùng là sao? Anh giờ... chỉ nghe lời em thôi, đừng nghe lời ai hết. Rồi bây giờ anh nghe tin em nè, bây giờ làm cái gì? Trời ơi, nước chưa sôi nữa. Lăn tăn thôi, bỏ vô 2 phút vớt ra. Là bây giờ là quăng hết vô nồi phải không? Trời ơi, luộc một lá thôi. Anh thấy cái lá cải xăng xăng không? Thấy. Đó, trụng sơ thôi, không có cần luộc kỹ. Nửa nồi nước mà sao luộc con lá cải là sao? Trụng bình sơ. Tĩnh, tự tin chiến thắng. Bây giờ chị Harry đang là phiền lắm nè. Phiền lắm nè. Tôi không có làm gì đâu, đang giúp thấy chưa đổi em. Thấy chưa? Có thịt gà không? Có thấy thịt. Rồi bây giờ phải đợi nước sôi để luộc mới được. Bỏ vô đây luộc. Bỏ đây hả anh? Bỏ vô luộc. Anh đừng có dụ em. Sôi chưa? Sôi chưa? Được, bỏ qua cái vụ sôi đi, trời ơi, nó chưa có sôi. Làm cái khác trước đi. Chưa có được, phải sôi mới làm cái đó được. Để qua con Hoàng cũng làm gì rồi? Chưa, để anh qua anh coi em làm gì. Anh có cần em giúp gì không? Để qua phụ cho anh nè. Hai bên nói đôi trời ơi, anh nghĩ sao mà anh để vậy được, Hoàng? Vậy ai? Vậy ai? Vậy ai? Anh làm gì vậy? Em giúp anh mà. Sôi! Thôi! Không làm gì em, không làm gì em. Nước sôi chưa? Chưa. Thôi xào, giờ mình xào cái nhân đi. Xào nhân hả? Ừ, mình làm cái nhân trước đi. Ừ, nhỏ thì nó dở chứ sợ thì giờ em kêu à. Bắt cái chảo lên chưa? Bắt cái chảo lên rồi. Bắt cái chảo lên bỏ miếng dầu vô. Bây giờ lấy cái gì bây giờ? Bây giờ lấy cái chảo bỏ dầu vô. Dầu chiên là dầu màu nhạt. Nhiều hay ít? Bỏ hết chai không? Trời ơi, ít thôi, để chiên. Bỏ dầu vô mình làm gì nữa? Bỏ thịt gà với bỏ bơ. Bỏ hết cục bơ luôn hay sao? Ô, chị mở mà trời kìa, bỏ đèn bây rồi. Giờ là bỏ hết nguyên cục bơ luôn hay sao? Vậy đó. Hả? Lấy cái chảo bỏ dầu vô rồi bỏ thịt gà, bỏ bơ. Đúng rồi, nửa trời. Cục bơ. Dầu. Nửa cục bơ. Bỏ nửa cục bơ. Nhanh lên. Dầu vô, từ từ. Rồi, nửa cục bơ. Rồi, bỏ thịt gà vô. Nè, Trâm, mấy ngồi đây nè. Bỏ nhiều không? Bỏ hết luôn hả? Đúng rồi. Bỏ ơi, hết luôn. Bỏ lẹ xuống rồi. Bỏ vô đi xào lẹ tay. Bỏ muối, nữa, tí xíu muối. Tí xíu muối, trời ơi. Cái gì? Tí xíu muối. Rồi, từ từ. Trời ơi, Bibi ơi, bên kia gia đình xào xáo quá hả? Trời ơi, gây lộn bển kìa, gia đình bển như bất hòa, sao gây lộn quá trời bển kìa. Rồi bây giờ bỏ thịt vô làm gì nữa nè? Xong chưa, xào thịt gà đi, xào. Xào rồi, đang xào luôn nè. Ừ, xào đi. Rồi có bỏ gì vô không? Một chút xíu muối, nửa muỗng. Cái gì? Cái gì? Nửa cái muỗng ăn dâu uống. Nửa ký muối hả? Cái gì nửa ký? Xào liền đi, nó đông cứng ngắc bây giờ. Bỏ muối chưa? Rồi, bỏ muối rồi. Anh trụng cái lá rau kia chưa? Nước chưa có sôi, làm sao mà trộn? Trời ơi, nước gì mà lâu sôi vậy? Không biết, hồi nãy BB qua nó làm gì á? Sôi rồi. Nước bên mình sôi chưa? Sôi rồi. Rồi, bỏ cái lá đó vô đi. 2 phút lôi ra. 2 phút lôi ra hả? Đúng rồi. Rồi, cái gà này mình xào cho khét luôn hay sao? Chưa chín thôi, lấy ra. Lấy ra hả? Rồi, gà chín rồi đó. Ê, để đi, trụng rau đi. Trụng cái rau kia rồi sắc nhỏ nhỏ ra. Hả? Cái gì? Trụng. Cái gì? Trời ơi. Ê. Cái gì? Cái gì mở hoài vậy? Đừng có mở nữa. Ủa? Bực quá. Rồi, trụng cái rau kia. Rồi. Mấy lạ. Bao nhiêu cọng? Hai cọng.
Gọi cái này làm. Gọi cái này làm gì? Làm cái này làm cái gì? Chỗ người ta đang nấu ăn. Cứ phá quá trời. Trời ơi, cái gì vậy? Nó tặc biệt. Cái này làm cái gì? Lấy cái đồ xay. Đồ xay á. Bỏ cái đó vô. Bỏ vô xay thịt. Đúng không? Xay thịt. Trời ơi. Lẹ lên. Ây da da. Trời ơi là trời. Chậm chào hết sợ luôn á. Rồi sao nữa? Lấy ra chưa? Lấy ra nửa tiếng rồi chị Bảy. Rồi quăng, quăng, cái bông cải vô. Cái gì? Bỏ cái trụng xong rồi quăng hả? Quăng cái bông cải vô. Quăng cái bông cải vô hả? Đúng rồi. Rồi sao nữa? Rồi, rồi, thấy cái một cái lá không? Nó thấy đúng gì? Nghĩa là cái lá luôn á. Cái lá nè. Đó, đúng nghĩa là cái lá. Nè. Không quăng, cái lá đúng nghĩa là cái lá. Cái này hả? Đúng, quăng vô. Ờ, quăng vô nồi nước, đúng, đúng. À. Rồi, có một cái cọng. Một cái cọng. Còn gì? Đúng, đúng, ơi. Quăng vô. Mấy cọng. Ờ, rồi, quăng vô một cọng. Trời, trời ơi. Ơi, sao không có một cọng? Quăng xuống. Cái gì nữa? Cái chanh. Cái chanh, dắt vô luôn hả? Ờ, rồi. Quăng vô, quăng vô hả, quăng vô hả? Ờ. Hay là dắt? Quý đâu, quý đâu. Dắt vô hả? Không hiểu, bỏ vô luôn không, bỏ vô luôn không? Không, đừng bỏ vô. Đóng nắp lại. Đóng nó lại hả? Rồi đóng cửa luôn rồi, đóng đóng cửa luôn. Đúng rồi, đóng lại luôn đi. Gắp cái rá lá đi. Rồi cắt cái lá nó ra, bỏ vô chung, xay luôn. Từ từ, từ từ. Chúng ta sẽ cho một ít chanh vào đây. Khét thịt nè. Trời ơi, lấy ra. Ai sao anh bỏ đây chi vậy? Ai mà bỏ, em bỏ chứ ai bỏ. Ờ, lấy cái bông cải ra rồi. Bây giờ bỏ cái rau mới luộn vô, bỏ vô xay. Xay, xay. Bi bi. Cái gì? Lấy cái đồ xay. Lấy cái đồ xay hả? Ừ. Rồi sao? Bỏ gà. Bỏ cái gà. Gà mới xào đó. Nhưng mà nãy em kêu bông cải là không, không, bông cải để nguyên. Đừng có xay. Trời ơi, chị Harry ơi, chị rảnh đó, chị giúp em tay đi, chị còn ăn vụng nữa. Trời ơi, cái gì em bỏ cho em, chị trên tí cho em, chị ăn vụng là thôi. Vậy? Bà Harry mới qua đây ăn vụng nè. Bỏ chung với mấy cọng rau kia nữa, mấy cọng rau mới luộc á. Để nguyên xay cũng được, bỏ vô xay luôn đi. Rồi thấy cái chén đậu không? Rồi, thấy rồi. Rồi, rồi thấy cái bột chiên giòn không? Bỏ vô xay luôn. Ờ, bỏ bột chiên giòn với lại cái trứng gà nữa. Lấy lòng đỏ thôi, lấy lòng đỏ thôi. Ủa, sao ở ngoài đây người ta kêu lấy lòng đỏ là mẹ kêu bỏ vô hết. Ai biết, hồi nãy thấy trên đó có cái chén đâu biết có chồng trắng hay chồng đỏ đâu. Đợi này sao Harry quên? Dạ. Đợi này là... Ủa, là vô cái xay hả? Đúng, 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 đúng. Hả? Đúng. Bỏ lòng đỏ vô hả? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xong chưa? Từ từ, từ từ, từ từ. Bỏ, bỏ cái bột chiên xù thấy không? Bột chiên xù chưa? Trời ơi, chưa làm được cái gì hết. Đây rồi, bữa rồi kìa. Rồi hành lá rồi cái gì nữa? Đâu rồi? Nè. Đâu? Hành lá rồi cái gì nữa? Hành lá rồi, hết rồi. Rồi xay phải không? Ừ. Rồi xay luôn. Bà đi bán ngoài luôn á. Bà đi bán ngoài luôn á. Tôi mơ được ăn cho thích, được ăn cho thích. Dù bé. Chị ơi chị, đồ của nhóm em tội nghiệp lắm chị. Cái thịt này nó dư. Đi đi, xay đi. Còn thiếu gì nữa không vậy? Không có nhớ, não tới đó à. Một chiên xù hạt dẻ rồi gì nữa? Một chiên xù hạt dẻ, thịt gà. Trứng. Cái lá trứng. Cái lá gì vậy? Còn thiếu nữa. Còn thiếu gì vậy? Phô mai hả? À... Phô mai hả? Tương cà, tương cà. À, thì ra là còn thiếu tương cà chơi đi mép đó mọi người. Đúng rồi, một muỗng tương cà xay đi. Anh ơi em bỏ không ra. À, ra rồi, ra rồi. Ủa, bên kia đã có bỏ tương cà vô đâu? Đó. Hoàng ơi Hoàng. Anh ơi, anh không có được nhắc anh Nghĩa. Bên đây nó bỏ tương cà vô nó xay kìa. Không, không, không có bỏ gì hết trơn á. Không có bỏ gì hết. Ủa sao bên kia bỏ tương cà nữa mẹ? Ờ đúng rồi, có tương cà nữa, quên, quên. Sao lại không có nhắc? Bên kia ta bỏ rồi kìa. Lẹ đi trời, đẻ hai đứa bây giờ mới nhớ. Mong là chị ơi, chị đừng có lo, anh làm tốt lắm. Cái bịch mà để nặng bông bánh kem á,
thấy rồi, từ từ. Rồi, đổ bỏ vô đi, rồi buộc nó lại. Xong chưa? Cái này phức tạp quá, chờ xíu mẹ ơi. Căng quá. Lấy bông cải ra rửa. Nhưng mà cái hỗn hợp xong chưa? Hỗn hợp đang xay. Chết rồi, nó mềm quá anh ơi. Tới đâu rồi? Bây giờ đang bỏ vô để chuẩn bị nặng. Nè, nặng ở trong mấy cái khe bông cải đó nha. Đúng rồi, có xay bông cải nữa. Xay bông cải không mẹ, có xay bông kia, ta xay bông cải kìa. Chị, em gì là chị la lớn quá, không tốt cho em bé hả chị? Rồi, nặng vô phải không? Quét. Quét cái gì? Quét cái dầu ô liu lên cái bông cải. Rồi, lấy dầu ô liu á, quét ở trên cái mặt bông cải á. Ủa, có chét nhiều không mẹ? Không, chét vừa đủ thôi. Rồi, ướt rồi, bây giờ sao nữa? Rồi, bỏ vô lọ nước, 225 độ 15 phút. 225 độ 15 phút. Trời ơi, Bibi, bên đây vẫn chưa nhét nhân xong nữa hả? Dạ chưa anh ơi, em phải nhét cho nó đầy luôn. Cái chén của Mai đâu, cho em coi chén của Mai. Đúng rồi. Sao? Bỏ vô. Bỏ hết luôn. Không, bỏ vô cái nồi á, cái nồi đâu? Bỏ hết luôn. Đúng rồi, rồi bỏ chung miếng nước dùng gà luôn. Nấu hả? Thấy bột mai bột không? Rồi, đây. Bỏ vô. Ê, cái đâu phải bột mai bột. Ủa sao nãy có chén bột mai bột mà giờ đây đây bột mai bột. Rồi, bỏ vô nha. Bỏ luôn. Bỏ vô. Rồi, bật lửa lên, quậy. Đứng quậy là nó sạt rồi, nó chan lên cái bông cải không? Rồi. Cái chén bột nhuyễn á phải không? Đúng rồi. Là bỏ hết nguyên chén hay là sao? Cỡ một muỗng cà phê á. Cái gì? Bỏ hết rồi hả? Bỏ nửa chén luôn rồi. Khuấy tan đều xong bắt cái nồi lên. Có một cái chén nhìn giống như kem vậy đó. À, thấy rồi. Rồi, quá với phô mai bột. Nghe không? Phô mai bột hay là phô mai sợi? Phô mai bột, phô mai sợi để chân là cái đẹp. Này đó là... Rồi okay. Gì nữa? Rồi, đổ vô hết, khuấy đều cho tới khi nó thành giống như là nước cốt dừa. Rồi kem là bỏ hết chén luôn hả? Đúng vậy, kem là phải hết chén. Hết chén nhiều lắm á nha. Hết chén. Cái chén ăn cơm đúng không? Đúng rồi. Yes, hết chén. Còn cái chén bột đâu có hết chén đâu phải không? Chén bột phải hết cũng được. Trời, nó hết cũng được luôn là sai không hiểu luôn. Còn mà bên đó cũng nó hơi kiểu vậy đó. Ủa sao bên kia người ta bỏ vô nồi, ta nấu mà em không bỏ vô nồi, nấu mà quậy vậy? Quậy trước. Đâu, bắt nước, bắt lên nấu. Đi. Bắt lên nấu. Dạ xong luôn rồi chị gái. Dạ xong luôn rồi chị gái. Quậy đều ra. Phải không vậy anh? Thiệt. Sao? Chứ nó đặc quá vậy làm sao mà em có thể tưới lên. Nó mình là dạng mình rưới sốt lên mà. Sao anh mạnh tay vậy? Cái sốt nó phải rớt á. Cái nãy bỏ bột gì mà bỏ quá trời. Lấy cái chén bột năng á, biết cái chén bột năng không? À, là bỏ hết nguyên chén hay là sao? Cỡ một muỗng cà phê á. Cái gì? Bỏ nửa chén luôn rồi. Có đặc lắm không? Đặc lắm. Thử ơi, nêm thử. Sao dám nêm? Đặc quá vậy. Đâu. Ghê lắm. Nếm vừa thôi. Ê, cái này không được rồi. Trời ơi, đặc quá lắm. Thêm không? Nước. Tắt lửa đi. Rồi. Quậy đều tay. Nhiều quá không? Đều tay. Bibi, đều tay Bibi. Chết, không được. Không được. Thêm miếng nước nữa. Đó, thấy chưa? Rồi, được rồi. Phải đều như là cái nước gốc dừa. Thật sự là nãy giờ ba nêm ba cảm giác là ổn ấy. Lấy bông cải ra rồi chân lên một cái dĩa đẹp và rưới nước sốt lên. 10 9 8 7 6 nhanh lên. 5 4 3 2 1 hết giờ. Vừa kịp lúc luôn, hay quá. Không biết ăn ngon hay không
Nhưng mà thấy hai người đàn ông này cũng rất là vất vả để làm được cái món ăn vậy. Bây giờ thì mình hãy mời hai món ăn dọn lên để mọi người cùng nhìn ngắm ha. Hôm nay chúng tôi phục vụ cho một thực khách rất đặc biệt. Thực khách Miu 3 tuổi. Ây, kinh quá. Giờ cắt ra thử coi bên trong có gì nha. Dở ra coi phân nửa coi đẹp không. Ê, anh ơi, cái này hình như mình hơi tiết kiệm nhân á anh. Phải, dạ. Tại nãy cái bông cải nó bị khít quá. Khít quá, khó nặng. Đây em cắt luôn đi nè. Dạ. Trời ơi, cái này phong phú quá anh, nhìn đẹp mắt nè. Đó, anh thấy không, quá trời luôn. Kia đẹp kìa. Rồi, mâm 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 mâm. Ngon quá, ăn thêm nè. Ăn xong mặt con không biểu cảm luôn. Mặt con không có cảm xúc gì hết vậy con. Thực khách khó quá, thực khách khó tính quá. Ba cho con ăn thử miếng này rồi con chỉ cái nào ngon nha. Cái này là vụ của chú Vivi. Ráng lại bé ơi, ráng ăn lại bé ơi. Rồi hết miếng luôn. Thôi hết miếng luôn, hiểu rồi ha. Hiểu rồi. Hiểu nhai đi con, nhai đi. Bây giờ hai cái này con thích cái nào? Bên đây đẹp hơn nè con, bên đây đẹp hơn nè. Hết rồi. Chỉ bên chú BB rồi. Rồi giờ nhờ ba thử nè. Hai đội đều phạm một cái sai lầm, đó là mình lật nó bị ngược. Đó là lý do khiến cho cái quá trình mà mình nướng á, cái nước nó bị chổng xuống cái đầu này hết. Sau đó rồi mình mới lật lại, thì cái lúc đó là nước nhiều quá nó sẽ làm cho cái bông cải không giòn được. Bên đội của anh Hoàng Mèo thì có là đẩy sát lên cao, rút ngắn lại cái quá trình đó là em có thấy. Nó khiến cho cái phần bên ngoài của mình á, ăn á, nó giòn, có vị thơm của cái độ nướng hơn. Nhưng về cái vị thì hai đội đều ngon, nhưng mà về cái vị thì Long nghĩ là cái đội vị bên này thì nó đầy đủ hơn. Trong cuộc thi thì sẽ có thắng có thua và có một cái sự chênh lệch rất là nhỏ giữa hai đội thôi. Vậy thì điểm số dành cho cái món ăn này như thế nào? Chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa nha. Món bông cải trắng nhồi khá nhiều nguyên liệu đã khiến hai đội có phần rối loạn trong vấn đề ghi nhớ cách nấu. Còn thiếu gì nữa không vậy? Không có nhớ, não tới đó à. Ở ngoài đây ta kêu lấy lòng đỏ là mẹ kêu bỏ vô hết. Và kết quả sẽ bật mí ngay sau đây. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Khi Chàng Vào Bếp. Và bây giờ xin mời anh đầu bếp Cẩm Thiên Long công bố điểm. Về cái vị thì hai đội đều ngon, nhưng mà có một cái sự chênh lệch rất là nhỏ giữa hai đội thôi. Dạ. Thì Long xin phép chấm điểm là đội BB. Là được 9 điểm. Và đội của anh Hoàng Mèo là 8 điểm rưỡi. Chênh lệch nhau nửa điểm không là cái gì hết trơn em ơi nha. Bởi vì chúng ta vẫn còn một vòng thi nữa. Biết món đó làm như thế nào, ta hãy nghỉ giây lát một chút xíu nha. Chủ đề món ăn không dùng lửa, khó mà dễ, dễ mà khó. Làm tôm sao cho đúng kỹ thuật lại là vấn đề nhức nhối với các chàng. Ủa sao không thấy chỉ đâu hết vậy ta? Cắt đôi con tôm ra nét vô. Sai bét rồi. Lần này, liệu đội Hoàng Mèo có vượt lên để giành chiến thắng hay không? Đáp án sẽ có trong vài phút nữa. Khi chàng vào bếp. Khi chàng vào bếp. Khi chàng vào bếp. Chúng ta đã quay trở lại với chương trình Khi Chàng Vào Bếp. Nấu ăn không dùng lửa nghe nó có vẻ là rất là kỳ lạ, nhưng mà ngày hôm nay thì Long sẽ mang tới là một món ăn chúng ta sẽ không cần phải lửa hoặc là sử dụng bếp điện từ hay có tất cả gì cả. Món ăn này là một món ăn tươi sống
Tương tự một cái món ăn rất là quen thuộc của chúng ta là món tôm chấm mù tạt. Dạ dạ đúng rồi đúng rồi. À đúng rồi. Em rất thích món đó. Ủa thì em thấy dễ mà anh, cái này dễ mà. Lột cái vỏ đó thôi, chấm mù tạt xong khỏi cần phải nấu nướng gì hết. À, trước khi chàng vào bếp thì bây giờ chàng phải vào trong phòng trước cái đã nha. Để cho hai người phụ nữ này học cách chế biến cái món này sau đó mới hướng dẫn lại cho mình. Mời Bibi, mời Hoàng. Vô vô phòng kính. Vô phòng kính anh. Vô. Ok em ơi. Rồi, bây giờ thì Long sẽ hướng dẫn cho hai bạn thực hiện cái món ăn này nha. Nguyên liệu chính của món ăn đó là tôm. Và tôm là Long sử dụng tôm sống. Ngoài tôm ra thì ở đây Long có những cái thành phần để mà mình làm sốt. Có một ít nước mắm, nước cốt chanh, dầu ô liu, mật ong, hạt dẻ cười, hành tím, sắc nhuyễn, tiêu hồng, mù tạt, cải mầm, trứng cá đen, ngò rí. Cái thành phần để mà mình tái cho cái phần tôm này chính đó, thì mình sẽ sử dụng chanh. Ngoài ra để ăn kèm mình có đây là lá thì là. Đây là loại xà lách rocket. Đây là một cái loại xà lách rất là đặc biệt. Cái vị của nó là cái bùi bùi của cái loại hạt. Cái này ăn với lại các loại thịt sống, bò sống ăn cũng rất là ngon. Ủa ha, mới vô nghe mùi giống như là mùi mè vậy. Đúng rồi chị. Bây giờ Long sẽ bắt đầu cái phần đầu tiên. Tôm sau khi mình lột ra hết đầu đuôi rồi thì mình sẽ lấy cái chỉ đen ra. Cầm cái cọng này mình kéo nó ra. Đó, nó ra cái sợi chỉ đen của con tôm. Tôm sau khi mà mình đã lấy chỉ rồi thì mình sẽ chẻ đôi nó ra. Mình sẽ xếp cái phần tôm này vào trong cái túi như thế này. Để sau đó thì mình sẽ sử dụng một cái búa, mình đập dập nó ra. Đập dập cho nó chảy đều ra. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đập nhẹ thôi. Rồi sau đó mình bắt đầu mình kéo để cho nó tràn ra thêm. Sau khi mà mình đập mà cho nó tràn chảy ra hết rồi á, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái chày. Mình sẽ làm thành một cái cây lăn. Mình lăn để cho nó ép nó đều ra. Cái này chúng ta đã làm xong rồi. Thì mình sẽ cho nó vào trong tủ đông. Thời gian chờ đợi thì mình sẽ làm cái phần sốt. Cho vào cối xay 300ml dầu ô liu, 70g nước cốt chanh, nửa muỗng canh nước mắm, một ít tiêu hồng, 2/3 muỗng canh wasabi, thêm một ít hành tím cùng ngò rí sắc nhỏ và chút muối, rồi đem xay nhuyễn hỗn hợp. Lấy tôm ra và tạo hình tùy theo ý thích. Vắt chanh vào để làm tôm chín tái, rưới nước sốt wasabi nồng nồng cay cay lên trên và tăng thêm vị giác với chút trứng cá đen cùng salad croquette nhé. Chắc chắn ai cũng sẽ thích mê mệt món tôm wasabi này cho xem. Quá ngon luôn, không bị nồng mà nó thơm, thơm cái mùi ô liu. Cái trứng cá đen cũng ngon. Cái sốt sau khi mà mình làm ra thử á, thì chị thấy là nó vẫn không có quá đậm đà. Tính chất của trứng cá đen nó có vị mặn sẵn rồi. Khi mình cắn vào trong đó là sẽ có cái vị mặn nó tuôn ra. Nó kết hợp với cái này thì sẽ vừa. Món thứ hai thì chúng tôi sẽ đưa ra 25 phút. Các cô có thể mở cái ràn được 2 lần mà thôi. Mỗi lần là 1 phút. Vẫy tay chào bà xã đi Hoàng. Tạm biệt chim én đi. Có hai vợ chồng thì làm quá chứ sợ. 25 phút bắt đầu. Ủa làm gì đây mẹ ơi? Tôm lột sẵn chưa? Rồi lột rồi. Bây giờ anh chẻ đôi rồi anh lấy chỉ ra y như là mấy lần anh làm tôm mù tạt á, nhớ không? Lưng con tôm còn chỉ không? Nói chung là bình thường là lưng là nó có cái tôm chỉ đó. Ủa sao cái lưng này không thấy có chỉ gì hết vậy? Có. Cắt đôi con tôm ra rồi nhét vô cái bịch đó, cắt hết tôm, nhét vô. Chảy đều ra hình chữ nhật. Cái bịch nào? Cái bịch túi kéo á, giống như túi zip á. Đây có nè, túi zip nè. Cái bịch đâu? Rồi, cái bịch làm gì nữa? Chảy đều ra hình chữ nhật. Dạ, hiểu. Cái đây đẩy bịch đó hiểu không? Ủa sao không thấy chỉ đâu hết vậy ta? Có thôi. Không cần sắp đâu, nghĩa là chảy đều nó ra một hồi mình còn đập dập. Hiểu rồi. Vậy đâu cần để đẹp. Nè nhìn cái tay nè, nhìn cái tay. Đập không kéo, chảy đều ra hiểu không? Trời ơi khó quá vậy. Ừ, bởi rồi vậy, cho con tôm nó dài hẹp dẹp ra đó. Rồi. Ừ. Trời đất ơi đẹp quá hả? Trời ơi. Trời đất ơi vui quá. Anh quá. Anh mới ồn anh Hoàng. Đập chưa? Chờ ba xíu.
Mở màn lên chỉ lại đi. Ê, có phải là dọc bằng cái này không anh? Là sao? Trời ơi, tôi khổ ghê rồi. Đâu ơi, cho em coi coi. Sai bét rồi. Banh nó ra, banh ra, banh ra. Xếp cho nó vuông dứt lại như là làm kem chuối vậy. Xếp cho nó vuông dứt cho nó đẹp. Banh con tôm ra vậy nè. Banh ra vậy nha. Banh đẹp ra đây em. Xè ra cắt ra đó. Anh banh nó ra vậy nè. Xè cắt ra. Xếp. Banh nó ra đúng rồi. Nhanh lên trời ơi. Trời ơi, nhanh lên lên. Ủa sao banh ra được? Banh ra sao được? Là sao? Đập rồi, nó nét ra hả? Lớn trâu tầm 5cm đập xuống. Trời ơi. Đập kéo, đập kéo, đập kéo. Hiểu không? Bây giờ đập là một chuyện mà kéo không biết kéo sao nè. Wow, chừng nào mày làm xong đi trời, cảm thấy đói bụng quá à. Bibi ơi, chị đói bụng quá Bibi ơi. Đây nè, muối nè, đường bột ngọt nè, chị ăn đi chị Harry. Dập ra chốt rồi lấy cái chai lăn cho nó đều trong cái bình đó. À bây giờ dùng cái chai lăn phải không? Thấy cái chai nước sốt tròn tròn không? Trời ơi. Xong rồi bỏ tủ lạnh. Trời ơi coi em làm cái gì vậy? Cái này phải để gần gần lại với nhau nè. Nó như một cái miếng cá thắt lát mình ép ra một miếng vậy đó. Giống như cá ép vậy đó. Trời ơi bây giờ nó tan nát hết rồi nè. Rồi sao nữa, đem tủ lạnh hả? Nhét vô tủ lạnh ngăn ra. Lẹ đi, còn làm nước sốt nữa. Trời rồi ơi. Làm gì nữa? Nhanh nhanh đi ông ơi. Bây giờ lấy cái gì, lấy cái gì? Cái máy xay sinh tố. Rồi. Một chén dầu ô liu. Một chén dầu ô liu. Một chén nào mới được? Một... Ủa, một chén dầu nhiều lắm đó. Thì cứ bỏ vô đi, hỏi hoài. Người ta kêu bỏ, bỏ đi, cãi hoài. Một chén nào mới được? Một cái chén ăn cơm. 1/4 chén nước chanh. 1/4 chén nước chanh hả? Đúng rồi. Cái muỗng ăn cơm Hàn Quốc có biết không? Biết, biết, biết. Ừ, nửa muỗng nước mắm, 1 muỗng mật ong. Nửa muỗng nhiều quá, cái này nhiều quá à. Không, sao chị, sao đâu, em ăn mặn mà được. À vậy hả, à vậy hả? Anh bỏ gì vô trong đó rồi? Chưa bỏ một cái gì hết. Nửa muỗng nước mắm. Nửa muỗng nước mắm. 1 muỗng mật ong. Rồi. Nửa cái muỗng mù tạt. Rồi cái gì nữa? Muối, muối, một chút xíu muối. Cỡ một muỗng ăn da ua muối. Rồi. Rồi, thấy cái hột tiêu màu đỏ đỏ không? Thấy luôn. Rồi, bỏ vô miếng. Một nhúm chút xíu tiêu hồng. Tiêu hồng hả? Ừ, mình lấy cái tay cái mình chụp một nhúm nhỏ mình quăng vô, hiểu không? Thấy cái ngọn, thấy ngọn. Ngọn hả? Ừ, sắc ra quăng vô. Rồi gì nữa? Quăng vô. Rồi xoay. Quăng rồi. Rồi thấy, thấy cái rau ngọn. Rau ngò gì, cải mầm á hả? Không, ngò. Rồi. Rồi xay, xay. À, cho thêm tí muối nữa anh. Rồi gì nữa? Rồi xay đi rồi đổ ra cái chén. Lôi cái tôm tủ lạnh ra phải không? Yes. Xay, xay, để xay. Trời đất ơi. Trời ơi, nãy giờ chưa xay nữa không? Xay đi anh, trễ giờ rồi. Đi về, trời ơi. Cái gì? Ê, vậy? Dạ, gì vậy? Dạ, tới kìa. Đi chia tay nhau, đi sẽ chẳng còn gì đâu anh. Tình yêu đó đến lúc chúng ta cùng nhau khép lại. Để rồi khi quay lưng ngoài ngài nhìn về. Cái gì nữa? Cái gì nữa? Để cái gì? Đó là gì? Để cái gì? Để cái gì? Lấy sao cho nó đẹp á. À, lấy ra sao cho đẹp hả? Nhanh lắm. Rồi sao nữa? Nói luôn đi. Cắt đẹp cái lắm. Dao. Ê, lấy cái dao cắt đi. Chứ bóng cái tay kỳ đó. À, rồi, lấy sao miễn đẹp. Rồi, còn làm gì nữa? Xong trang trí. Trang trí thôi phải không? Tất cả các loại rau củ còn lại. Trang trí, trang trí. Nhìn gớm quá. Rồi, mất thời gian vậy đó. Hết thời gian rồi. Xài hai lần cơ hội. Một lần cơ hội tự nhiên trong nỗi này đi qua bên kia phá đội của người ta xong rồi thì mất luôn. Tâm ơi, sao cái nước sốt nó lạc quá vậy? Nó chua chua đúng không? Lạc hả anh? Nó chua chua mà lật lật béo béo do dầu nhiều đó. Có bỏ muối nước mắm không vậy?
Có. Ít quá. Tức là cái vị nó phải sao mới đúng? Cái vị nó không cần phải đậm đà quá, nó phải béo béo anh Nghĩa ơi. Béo là có rồi đó. Bi Bi. Rồi. Lấy chén sốt để ngăn đá đi. Rồi chưa? Có cái dĩa chưa? Rồi có cái dĩa rồi. Bây giờ cắt hả? Có dĩa chưa? Có dĩa chưa? Để lên cái dĩa đi, cắt cái bao ra. Lấy tôm ra hả? Ờ, nhanh nhanh lên đi. Sao nãy kêu cắt luôn cái bao? Cắt cái bao cho nó đừng có bị hư cái hình đó. Rồi lấy tôm ra để lên cái dĩa. Rồi tự tạo hình, tự trang trí đi rồi chan cái sốt lên. Lên tôm. Từ từ chị gái rồi. Ơi, ăn chanh vàng hay là chanh kia? Chanh vàng, nặng một miếng vừa đủ thôi. Xong rồi lấy cái chén nước sốt đó, chan lên cho nó đẹp, nó đều. Dắt chanh lên trước đúng không? Chan vừa vừa thôi, đừng có chan chèm nhẹp nha. Rồi, có cái hạt dẻ với trứng cá với dĩa rau đó, anh muốn trang trí sao trang trí thì cảm thấy đẹp thì làm. Hạt dẻ cười với hạt tiêu nhớ rắc lên luôn, trứng cá đen luôn. 10 chết 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Hết giờ rồi. Rồi, bây giờ chúng ta dọn món lên mà thôi. Cha-chan. Trời đẹp quá hả? Thật sự sáng tạo thiệt. Giống như là cái món ăn khi nãy Long làm á là của châu Á, thì món này châu Phi, món kia châu Âu, không có liên quan gì với nhau hết. Nếu mà so về cái trình bày và cái cách nhìn về cái thành phẩm á thì bên này nó sẽ đạt hơn. Đạt hơn là tại vì là cái độ mỏng của nó, cái độ đập nó được ra mỏng hơn. Bên này thì nó khá là dày. Em thấy cái tôm nó chưa có thấm lắm là thứ nhất. Thứ hai là lúc nặng chanh nó hình như nặng quá tay, nó bị đắng. Dạ. Còn Nhã? Dạ, em thấy thấm hơn, tôm tơi hơn. Em cảm nhận được vị sốt với lại trứng cá đen. Vậy thì em cho cái món này bao nhiêu? Em cho 9 điểm. 9 điểm? 9 điểm. Còn Tram? Em cho 8 điểm. Rồi, bây giờ mình mời các bạn ăn lượt ăn thứ hai nha. Nước sốt vừa ăn, tôm cũng thấm nữa. Em thấy là tôm hơi dày, có nghĩa là khi mà đập á, so với cái món mà em thử của anh Long á, thì cái món nó đập ra rất là tơi. Thì cái tôm này chưa có đập tơi lắm, vẫn còn rất là dày. Bao nhiêu điểm nào Nhã? Em cho 8 điểm. Còn Trâm? Dạ 9 điểm. Bây giờ mình mở mắt ra nha. Rồi mời Hoàng ra đây. Mời Bibi ra đây luôn. Giờ bây giờ mời giám khảo nè. Cái sốt của Bibi chừng là thiếu cái hành tím sắc nhiễm vào bên trong. Trời ơi, hèn chi. Trời hèn gì, trang trí không. Bảo sao, ủa sao nhiên cố hành tím làm cái gì? Trời ơi. Đầu tiên là Long nhận xét chung về mà cái phần của anh Hoàng Mèo trước. Phần trình bày thì là cái phần tôm của mình thì đập nó chưa có được kỹ lắm. Cái thứ hai nữa là thiếu một cái cũng rất là quan trọng, đó là cái lá rocket. Cái lá này khi ăn kèm với lại coi như là nó chiếm cũng gần 30% về cái vị của cái món ăn này rồi. Về cái phần sốt này thì cái vị nếu mà so về cái vị thì nó ổn hơn cái phần sốt của bên BB Trần. Còn về phần dĩa bên này của đội BB Trần, cái phần tôm đập rất là đẹp, cái độ mỏng vừa phải. Và cái vị của cái phần sốt thì nó hơi bị nhẫn quá. Và đặc biệt là thiếu cái phần củ hành tím. Cái hành tím đó ăn với lại cái này, ăn với lại thịt sống á, nó giúp cho cái vị rất là nhiều. Quá. Như vậy là mỗi món ăn đều có những cái được và cái chưa được. Điểm số dành cho hai món ăn này như thế nào? Xin mời giám khảo. Long quyết định là cho cả hai đội đều bằng 9 điểm. 9 điểm. Sau hai món ăn thì đội Hoàng Mèo với Đại Ngọc Trâm có được số điểm tổng là 哦
ơn. Xin cảm ơn các bạn hôm nay đã đến tham gia chương trình. Xin cảm ơn giám khảo cũng đã hướng dẫn cho hai đội chơi cũng như tư vấn cách làm thế nào để có được những món ăn ngon nhất. Đến đây thì chương trình Khi Chàng Vào Bếp xin được phép kết thúc. Chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Cảm ơn nhãn hàng Jolly Max Food đã đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Và xin chào, hẹn gặp lại. Khi chàng vào bếp, khi chàng vào bếp, hai đội Chuyên Phạm Chuyên Vũ và Cam Châu Đăng Khoa sẽ phải đối mặt với những rắc rối gì? Đến đây để giúp đỡ mà tại sao lại đối xử với mình như vậy? Họ sẽ xoay sở như thế nào? Một bên á hơi thiếu một chút, một bên là nêm hơi thừa một chút. Tất cả sẽ có lời giải đáp trong Khi Chàng Vào Bếp tuần sau. Yeah. Yeah. Nghĩ sao mà trễ vậy được, Hoàng? Anh làm gì vậy? Em giúp anh mà. Chưa có chơi. Quăng vô hả? Khi chàng vào bếp.